Chào anh em, mình là Kính Cần đây. Thì hôm trước có một anh em hỏi mình á, là khi mà mình đeo cái micro của Rode như thế này á, thì sẽ có hai cách đeo. Một á, là chúng ta mua thêm một cái micro cài áo như thế này, chúng ta cài lên và chúng ta sử dụng cái micro trực tiếp như thế này luôn, thì cái âm thanh của cái nào nó hay hơn. Thì theo mình nghĩ á, khi mà anh em không mua một cái micro cài áo á, thì anh em dùng cái này, anh em kẹp vô cái áo như thế này. Nếu mà anh em quay những cái chương trình mà mình cần cái sự tinh tế thì rõ ràng là khi anh em để cái micro một cái cục đen như thế này á, thì nó sẽ làm cái video của chúng ta nó giảm đi cái sự tinh tế, nó giảm đi cái nét đẹp. Dĩ nhiên là tùy theo cái chương trình, chẳng hạn như mà nếu anh em quay trong một cái sự kiện nào đó mà anh em cần di chuyển cái micro này đến nhiều người á, thì anh em khó sử dụng cái kẹp áo này được. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình muốn cái kẹp áo này mình kẹp vô thì mình phải đi dây nó vô trong người để cho nó không thấy cái sợi dây gì thế này nó mới tinh tế. Nhưng mà đi như vậy thì rất là ngại, chẳng hạn như ở nơi nhiều người đám đông đó, thì người ta không thể lấy cái micro cái áo này mà ta lòn trong người được. Cho nên chúng ta sẽ dùng cái này, ta kẹp bên ngay bên gần ngực áo để chúng ta thu âm. Còn nếu anh em quay những cái video, những cái chương trình mà chúng ta cần setup trước thì rõ ràng cái micro cái áo này chúng ta kẹp như thế này, chúng ta kẹp như thế này và chúng ta đi cái dây nó giấu bên trong người thì rõ ràng là nhìn nó đẹp hơn. Và bây giờ đây mình sẽ test thử cho anh em xem là cái mình sẽ dùng cái mic kẹp áo này với lại mình dùng cái này trực tiếp thì cái nào nó cho âm thanh nó tốt hơn nhé. Đây là một cái đoạn video mà mình đang quay từ cái micro kẹp áo để anh em xem là cái chất lượng âm thanh như thế nào, thì mình sẽ cố gắng mình nói cùng một cái âm lượng, cái mức âm lượng có thể để anh em nghe. Còn riêng với mình đó, thì mình cảm nhận nếu mà chúng ta dùng cái micro kẹp áo thì rõ ràng nó sẽ giảm tập âm tốt hơn và cũng như là nó cho cái khung ảnh, khung video nó tinh tế hơn. Thì lúc này á, thì nhìn vô chúng ta thì chỉ thấy mỗi cái một cái micro cái áo đen nó nhỏ xíu xiu thôi. Nhiều khi nếu mà không để ý thì chúng ta sẽ không thấy. Hoặc là nếu anh em mặc những cái đồng phục, những cái quần áo mà nó màu đen nữa gì đó, cái tông màu tối thì nó tẹp với cái micro cái áo luôn là chúng ta sẽ không thấy. Cái đoạn này thì mình đã gỡ cái micro cái áo ra và mình sẽ kẹp trực tiếp. Rồi mình sẽ kẹp như thế này thì mình sẽ nói chuyện để anh em xem là cái âm lượng khi mà mình dùng cái micro trực tiếp như thế này nó có khác cái micro cài áo không. Và một cái điểm mà anh em lưu ý là khi anh em sử dụng cái micro cài áo thì anh em kẹp như thế này, kẹp vô áo, thì rõ ràng là cái micro này á, cái phần micro là thu âm nè, nó sẽ hướng lên trên, là nó hướng lên cái miệng mình nói. Còn nếu anh em dùng một cái cục micro đi theo áo như thế này luôn thì rõ ràng cái micro nó thu âm nó sẽ thiên về ngang đó, tức là nó sẽ đưa từ trái qua phải, nó hướng ngang, thì rõ ràng thì mình nghĩ là nó sẽ thu âm vẫn ok. Nhưng mà nếu mà nó giảm tập âm các kiểu thì nó sẽ không bằng cái micro cài áo đâu. Với hai nữa là cái micro cài áo anh em có thể để gần gần cái miệng mình vẫn được, nhìn nó vẫn đẹp. Còn này anh em thấy là để nó một cục đen. Và nãy giờ mình đang nói chuyện với anh em, đây là mình đang nói bằng cái micro trực tiếp luôn, mình không có sử dụng cái micro cài áo để anh em xem. Còn dĩ nhiên nếu mà anh em muốn cái khung hình của mình nó ấn tượng hơn thì anh em sẽ mua cái micro cài áo này, thì thêm cái micro rời này nữa của Rode, thì cái này nó bán khoảng 1 triệu mấy. Tuy nhiên thì mình nghĩ là với những anh em quay những cái chương trình này nọ thì anh em cần đầu tư như thế này cho nó đẹp hơn, và tùy theo tình huống chúng ta sử dụng. Còn cái micro này á, anh em có thể sử dụng không cần cái micro cài áo, với điều kiện như anh em quay một cái buổi phỏng vấn nào đó thì anh em có thể đặt cái micro này trên bàn thì vẫn được. Còn nếu mà anh em quay người thì chúng ta nên sử dụng một cái micro cài áo như thế này để cho chúng ta nó nhìn nó đẹp hơn, tinh tế hơn, đơn giản gọn hơn, thay vì lúc nào chúng ta cũng sử dụng một cái cục đen thu như thế này nhé. Vậy là mình vừa test nhanh qua cái khả năng thu âm từ cái micro cài áo cũng như là cái micro mặc định đi theo cái bộ Rode này, thì anh em cảm nhận âm thanh như thế nào thì mời anh em hãy chia sẻ phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé.